Kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo. Thì chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo thì có 6 nội dung sau. Nội dung thứ nhất là đối tượng được vay vốn. Nội dung thứ hai, điều kiện để được vay vốn. Nội dung thứ ba, thời hạn cho vay. Nội dung thứ tư là mức cho vay. Nội dung thứ năm, lãi suất cho vay. Nội dung thứ sáu là quy trình thủ tục vay vốn. Nội dung thứ nhất về đối tượng được vay vốn. Hộ mới thoát nghèo từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã ra khỏi danh sách tối đa 3 năm. Nội dung thứ hai, điều kiện để được vay vốn. Hộ mới thoát nghèo cư trú hợp pháp tại địa phương. Điều kiện thứ hai, có tên trong danh sách hộ mới thoát nghèo. Điều kiện thứ ba, hộ mới thoát nghèo vay vốn không phải thế chấp tài sản. Điều kiện thứ tư, hộ gia đình cử một thành viên đại diện theo giấy ủy quyền để đứng tên người vay. Nội dung thứ ba là thời hạn cho vay. Thì cho vay ngắn hạn thì đến 12 tháng một năm. Cho vay trung hạn thì trên 12 tháng đến 120 tháng 10 năm. Điều kiện thứ tư là mức cho vay. Thì mức cho vay tối đa đối với một hộ mới thoát nghèo là 100 triệu đồng. Điều kiện thứ năm thì lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay là 8,25% một năm, thì tương đương 0,6875% tháng. Lãi suất nợ quá hạn thì bằng 130% lãi suất khi cho vay. Nội dung thứ sáu, quy trình thủ tục vay vốn. Thì đối với hộ mới thoát nghèo, thứ nhất là tự nguyện tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn. Thứ hai, hộ vay viết giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay. Thứ ba, khi giao dịch với ngân hàng chính sách xã hội, người vay hoặc người thừa kế phải có chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Thì đối với tổ tiết kiệm và vay vốn, thứ nhất là nhận giấy đề nghị vay vốn của hộ mới thoát nghèo. Thứ hai là tổ chức họp bình xét những hộ mới thoát nghèo đề nghị vay vốn. Thứ ba là thông báo kết quả phê duyệt danh sách các hộ được vay. Thứ tư là cùng ngân hàng giải ngân trực tiếp đến từng hộ vay vốn tại điểm giao dịch của ngân hàng chính sách đặt tại ủy ban nhân dân cấp xã. Thì như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo. Thì trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.